Xin chào các bạn, đây là bạn Khôi. Các bạn sẽ vào kênh Khôi Khỉ mà xem Khôi làm trò. À nhờ Khôi Ngọc nhá. Đội mũ của tao đi. Wow. Hôm nay bọn mình sẽ đi mua truyện tranh. Ui, đồ sức to thế. Nhân dịp cái lúc mà hết dịch thì chúng ta sẽ đi mua truyện tranh về đọc các bạn ạ. Rồi, xe hai củ lạc nha các bạn. Vĩnh Phúc nhá. Ok, đi thôi. Ok, đã đến nơi. Chỗ nào ấy? Đấy, ở trên kia tầng 2. Ê Khôi, sao lại đứng sau con mèo ấy? Có tiền mua những bộ truyện này, các bạn hãy nhớ subscribe kênh và donate thông qua tài khoản ngân hàng dưới mô tả video nhé. Thật mà bọn mình cứ để tài khoản ngân hàng đấy rồi. Đâu? Ui. Tên... Hello bạn. Cho mình quay cái video tí nhá. À, cần gì đâu. Tên quán là Nhà Băng à bạn? TK Manga Shop à? Có gọi Walkman. Mấy cái đồ của Sony. Cái này là... không phải là miệng pro nha các bạn. Cái này là do động đất đấy. À đây là chuyện này đúng không? Inuyasha đây này. Mấy bộ gói này. Mấy bộ gói với bộ này khác gì nhau? Chất lượng khác nhau. À, bế ngọc rồng này. Đây là gì đấy? À, Death Note này. Death Note, cả Kenshi này. Uầy, đây có cả figure của Goku, Mabu. Ôi, nhiều chuyện này thì là sao mà bạn tìm được là nó ở những chỗ nào? Huyền thoại vô song hay là vô sinh đây? À, Hoàng Phi Hồng ngày xưa đấy á? À? À, đúng rồi, ngày xưa mình đã đọc cái bộ này cái thời mà đang quyển móng dính cơ. Nhiều thật đấy. Thiên Ủa? Thiên Lang Liệt Truyện á? Thật á? Đúng. Chắc không? Chắc luôn. Bộ nào hay bộ Thiên Lang Liệt Truyện? Thiên Lang Liệt Truyện, nó chưa đọc rồi. Nhiều cảnh nóng lắm à? Đúng rồi. Mày được đấy, các bạn nhớ đọc online tạm xem như thế nào nha. Sao có ảnh vũ to này? Cũng là Kyo đúng không? Ừ, thì toàn nhân vật vũ to mà. Thật á? Thật. Có nhiều cảnh nóng không? Có. Về đọc trên mạng trước cho chắc nữa. Không tin được Khôi được. Cái dạng này nó hay lừa lắm. Cái này thì đúng. Đấy. Đúng à? Đúng. Cái này nhiều cảnh nóng lắm à? Thật. Làm hư trẻ con khi xem video. Đấy, một nửa drama đây nhờ. Đúng rồi. Cũng đến tập cuối à? 38 tập là hết. Yes. Ngày xưa đọc cái truyện này hay dã man. Mình thích bởi vì ông già bệnh hoạn chuyên ăn cắp quần lót. Cái này là bạn đặt làm riêng à? Thay cái cửa tiệm này thành TK Manga đúng không? Hôm nay làm gì? Mua nhiều thì mấy quần này đặt tặng các bạn ạ. Anh em nào muốn tìm lại tuổi thơ thì vào đây mà đi xem mua truyện hay lắm. Mình bây giờ rảnh quá dịch có gì làm đâu. Tạp chí Nhật Bản à? Đâu? Tạp chí là đâu rồi? Trời ơi! Đó, đâu cho mình xem review mấy cuốn tạp chí. Không, cái đấy không public lên chết đấy. À, yên tâm. À, hóa ra là văn hóa phẩm. Đấy, các bạn nghe chưa? Các bạn phải tự đến đây mà xem nhá. Ôi, bìa lắm đấy. Bìa mới đẹp nhờ. Nó ra đến cấp 3. Của Kim Đồng. Một quyển là bao nhiêu tiền này bạn? 69. Ôi. Vãi trưởng 69.000. Bìa xốp hay là có màu nhỉ? Cái giá thành so với quyển truyện này thì khá là rẻ. So với cái giá thành mà còn chung một cái chất lượng như này thì quyển này khá là rẻ. Chất lượng đúng không? Từ cái vỏ bên ngoài này. Rất đẹp. Ui, chất giấy tốt nhỉ? Ừ. Đọc mướt nhờ. Sáng vãi ạ. Rồi rồi đúng không? Tổng cái này của mình là bao tiền nhỉ? Rồi. Trở về hơi đuối đấy nhỉ? Đây là toàn bộ số truyện tranh mà mình đã mua về, tổng trị giá khoảng mấy triệu đó các bạn. Bộ drama Inuyasha. Và các bạn sẽ thấy là đây mình có hẳn một đống truyện khác mà mình đang đọc, thì Shaman King này, Một Khi Bất Bại, bộ mình rất thích, Yui, rồi Crockett, Giai Ba. Bên này mình cũng có Đường Dẫn Đến Khung Thành, bộ Jindo ngày xưa, Dấu Ấn Rùng Thiêng, bộ 1, bộ 2, vân vân, đầy đủ hết. Đống đồ chơi mình còn chưa unbox hết.
Sắp tới mình sẽ đóng một cái tủ đựng truyện ở nhà. Không biết anh em đang đọc những bộ truyện nào, các bạn thích bộ nào nhất, hãy comment xuống bên dưới, kể cả các bộ hai ten nhé. Hẹn anh em các video sau. Mình có nên làm video chia sẻ những bộ hai ten mà mình đọc trên mạng thấy hay không nhỉ? Video này mà được 100.000 view thì biết đâu là có.